Rồi em chào toàn thể bà con nha. Mình nay về được hai chiếc 60440, chiếc đời 2018, chiếc 20. Anh em thấy được clip này gọi liền cho em Giang qua số 0965566557 nha. Đầu tiên gửi tới chiếc này zin 3 nút toàn bộ luôn. Nè, động cơ nè. Ameya nè. Nào, với cái hộp số lần sau là bảo đảm với bà con là zin đét nha. Đó, số má. Với lại hai cái phần đùi sau là zin chưa tháo. Lớp là đẹp nè. Đặc biệt là giá bán là siêu mềm cho bà con nha. Chiếc này nó đã thay vỏ NDR rồi ha, lớp gai cao cực kỳ. Đời 2016 zin 3 nút kèm theo đủ phụ kiện là cày, phay, ủi. À, chiếc này em bán cho bà con 340 triệu thôi nha. Rồi, bao vận chuyển về tới nhà kèm theo 3 món phụ kiện cày, phay, ủi. Zin 3 nút đừng quan trọng đời nha bà con. Quan trọng là xe đẹp là được. Ameya zin, động cơ bao nguyên zin, hộp số bao zin. Rồi, tiếp theo chiếc này ai quan trọng đời quốc chiếc này được nè. M6040 đời 2018 zin đúng động cơ, bán giá 340 luôn cho bà con. 340 luôn nha, zin đúng động cơ. M6040 đời 2 bán cho bà con 340 kèm theo đủ phụ kiện cày, phay, ủi. Bỏ món nào ra trừ tiền món đó lại nha. Đây, đùi trước đùi sau của em nó đây. Lông hình tổng thể hai chiếc này là còn được khoảng độ 70-80% nha. Lông hình tổng thể còn 70-80%. Đây chiếc này để coi đợi nhiêu đây. Chiếc này đời 2016 luôn, 290 triệu kèm theo cày phay ủi 2016. Mấy chiếc này cái mui nó, chiếc 2018 này nó mui nó like của hàng 2015 nha bà con. 2018 này nó like mua hàng 2015 nha. Chiếc này được trang bị ghế nhúng luôn bà con, lên ngồi nhúng nhá thoải mái nha. Rồi đây, Ameya này có cắt ra kiểm tra rồi. Động cơ bảo đảm nguyên zin 100%, động cơ nguyên zin 100%. Đùi cầu còn đẹp. Xe nằm dạng 70%. Chiếc này bán cho bà con giá 340 triệu đời 2018, 340 triệu đời 2018. Rồi 340 triệu đời zin hết toàn bộ nha. 2016 340 triệu zin hết toàn bộ luôn. Mấy chiếc này chạy là số không hú luôn nha, số không hú nha. Đó, gọi cho em Giang 3 số thoại trên bảng nha. 0965666557 nha bà con ơi. Nhà gọi liền cho em Giang đi đừng ngại. Ai ngại thì kết bạn Zalo. Còn các bác nào ở miền Trung hoặc miền Bắc mà muốn vào xem trực tiếp thì cứ bay vào sân bay Cần Thơ. Tới sân bay Cần Thơ là em có nhân viên đón nha. Rồi còn các bác nào mà không có thời gian đi lại cứ liên hệ cho em Giang hỗ trợ mua qua Zalo. Cọc tiền thôi. Cọc cho em Giang chừng vài chục thôi. Chở ra tới nhà là máy móc giống như em cam kết cho bà con. Rồi mới thanh toán tiền cho xe nha. Chứ không có lấy tiền đủ đâu, đừng có lo. Đó. Mấy cái này là mới về em tẩy phèn ra nữa là đẹp lắm. Tẩy phèn ra đẹp lắm nha. Hai chiếc này là ken cực kỳ nha. Giá hợp lý. 340 đời 2018, 340 đời 2016 zin toàn bộ. Rồi bên đây là 290 triệu đời 2016. Rồi, gửi bà con nha, kèm theo 3 món. À, không lấy món nào em trừ tiền ra món đó nha. Rồi, cảm ơn bà con mình nhiều. Cảm ơn.